Chim út bầu trộ dài, mộc manh vẫn xem phải cóm đã tẩy chuống chim út huyện trần đề danh sóc trăng. Ông nông chuống qua đã bếp bài chăm kháng, tỏ mấy cành bài hái kháng viện gây kháng nam bầu. Vậy đào tẩy thuốc ăn của hữu cơ kiểu bếp nồng chế phẩm sinh học liều bùng chống cành bệnh, tại rất dồn chiếu dùm nay tẩy bùng. Những bộ chuống ai căn đồ khoi mải khít nề tổng xích ăn chăm phải kháng tài, nề tổng bếp kháng buồn bộ khoi chăm nại đi tông trên máy chẳng tốt vào lớn dòng bài kháng có bọn hiệu cơ nên màu men nên tông trên máy lớn anh kiểu với nền tông chi bành đau buồn tháo diêu chưa bút tống liền chúng qua phát này ông út tổng bếp viện cây khít lầm bộ khẹt tấn quả ống dấu căn hữu cơ đã tốt lành bài liêu có dân hăng găm để cho hai kháng này biểu tổng trên mọi doanh nghiệp phải hữu cơ để tổng bếp siêu tốt biệt dân như bộ ánh mài miền buôn siêu mài liều như tổng bếp lống khao thức mài ăn chấu can hữu cơ bếp ốc khăn tóm bài thì tổng bếp khăn chăm tổng bài nhận tiền buôn biệt dân chân đề bếp dẫn dâm tế tóm bài đào tẩy chúng quả biểu buồn chăm bếp quả ống dâm út sóc trăng tập bếp vậy chống bài chăm bầu buồn đi chầm nay nơi tổng chi mách lống kháng tài đầu tư nhận tiền xếp hàng giảm mức khí chất lượng sản phẩm cho chốt máy bùn tú kháng tiểu chấm tháo cào hồi cào hàng giảm út biển đồng có thành của chúng đây để tổng chi ai căn hữu hữu cơ để chiều tú kháng trẻ để tổ dài cuối này đi tổng chế bài hợp tác cứu viện thiếu diện chít chế tiểu chân chống bài kháng chốt lống để tổng chế túc có bệnh cô làm theo hướng hữu cơ này nè. Chấp phải qua trên trăm tàu bếp tế buồn qua chấu ai can hiệu cơ nay để buồn biêu để tổng bếp cầu bài triệt cầu khô nắng để bô cát chuốt để tổng xích ăn tốt bài bè thá chiệp hồi để tổng xếp mát vải ngành chuẩn bộ để bung tổng xích con tác kiếp gì viện thiếu chủng khối chuống cứu bách ú khăn chấu mất chế bếp buồn quả ống bếp có thể lại khả lệnh để tổng xếp bài mình để siêu tốt bài buồn kinh tế buôn biển chuống